vì mong muốn cống hiến sức trẻ và tạo môi trường cho các bạn trẻ làm thiện nguyện vì cộng đồng. Em Lê Văn Phúc ở tỉnh Gia Lai đã thành lập nhóm từ thiện Fly to Sky. Ban đầu nhóm chỉ có 40 thành viên là các em học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đến nay nhóm đã mở thêm chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh với khoảng trên 200 thành viên chính thức và hơn 6.700 tình nguyện viên. Hiện nay nhóm đã và đang triển khai 27 dự án và hơn 150 chương trình chiến dịch tình nguyện ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Đến hẹn lại lên, chương trình đổi sách lấy cây đang được nhóm từ thiện Fly to Sky thực hiện tại 7 tỉnh thành phố trên cả nước. Chương trình không chỉ lan tỏa ý nghĩa hành động xanh để bảo vệ môi trường, mà còn mang một ý nghĩa nhân văn, đó là quy đổi từ những đồ dùng được thu gom như sách, giấy, chai nhựa, vỏ lon thành những bộ sách giáo khoa, trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. Chương trình đổi sách lấy cây là các hoạt động thường niên do nhóm từ thiện Fly to Sky triển khai từ năm 2019. Chương trình đó thì kêu gọi cộng đồng quyên góp sách này, giấy các loại. Năm nay thì còn phát triển để kêu gọi cộng đồng quyên góp thêm rằng là vỏ chai nhựa, vỏ lon và sản phẩm quần áo cũ, rồi là đồ dùng học tập để mà đổi lấy cây xanh và các sản phẩm thân thiện với môi trường. Mỗi năm thì chương trình có thể thu về hàng chục tấn các loại sách và giấy các loại, qua đó thì có thể phân loại và trao tặng 500 đến 700 bộ sách giáo khoa đến các trẻ em khó khăn tại các trường học vùng cao. Và cùng với đó nữa thì có thể trao tặng hàng chục ngàn cuốn sách để thực hiện các cái tủ sách, thư viện, bồ câu trắng cho các cái trường học và các cái mái ấm cơ sở bảo trợ xã hội. Chương trình đổi sách lấy cây được nhóm từ thiện Fly to Sky thực hiện từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm. Mỗi năm, chương trình thu về từ 10 đến 20 tấn giấy, sách các loại, qua đó lan tỏa sâu rộng, thu hút hàng nghìn người tham gia quy đổi sách giấy, giúp cho hàng nghìn trẻ em có sách đến trường vào năm học mới. Chương trình đổi sách lấy cây là một trong nhiều chương trình hoạt động do nhóm từ thiện Fly to Sky thực hiện để hiện thực hóa ước mơ được làm thiện nguyện, được cống hiến của các bạn trẻ. Tôi có một cái câu hỏi đặt ra cho mình cái năm đấy là liệu rằng người trẻ có làm được gì hay không? Và tôi quyết định là thành lập nhóm từ thiện Fly to Sky vào ngày 2 tháng 9 2018, khi đó tôi 16 tuổi. Và là người dẫn dắt cái hoạt động của nhóm từ thiện Fly to Sky xuyên suốt 6 năm qua. Thì với chúng tôi thì là hoạt động dựa trên rất là nhiều cái lĩnh vực và chúng tôi xác định rằng là hành động vì một cái Việt Nam tương lai 5.0, một là không thiếu giáo dục phổ thông, hai là không thiếu sinh kế, ba là không thiếu sự hành động mỗi ngày để bảo vệ môi trường, bốn là không thiếu chăm sóc y tế cơ bản, và năm là không thiếu nước sạch và vệ sinh. Thì 5.0 này chúng tôi luôn hành động, và từ cái 5.0 đó chúng tôi vạch ra rất là nhiều cái dự án. Thì xuyên suốt những năm qua chúng tôi triển khai 27 dự án và hơn 150 chương trình chiến dịch tình nguyện ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Với đội ngũ tình nguyện viên đa số là học sinh, sinh viên, nhưng trong suốt 6 năm qua, nhóm từ thiện Fly to Sky đã và đang thực hiện hơn 150 chương trình chiến dịch tình nguyện như đổi sách lấy cây, lớp học nụ cười, tủ sách bồ câu trắng, Tết truyền tay, chiến sĩ lọc nước tại tỉnh Gia Lai, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành phố khác trên cả nước với kinh phí gần 12 tỷ đồng. Chương trình đầu tiên em tham gia là chương trình Tết truyền tay, là chương trình được kêu gọi mọi người quyên góp bánh kẹo còn dư sau Tết, và sau đó thì em sẽ sử dụng bánh kẹo đó để tiếp tục vào chương trình tháng 3 biên giới, là sẽ đem những bánh kẹo đó để quyên tặng cho các em ở vùng biên giới một khó khăn. Em được thấy rất là nhiều nụ cười của các em nhỏ ở miền sâu xa khó khăn đó, cho nên là em cũng thấy cũng trong lòng mình cũng có niềm vui. Em cảm thấy là mình muốn làm được nhiều việc hơn nữa, mình muốn đem lại thêm nhiều giá trị hơn nữa cho các em và cho mọi người xung quanh. Tuy mới 22 tuổi, nhưng em Lê Văn Phúc đã có 6 năm kinh nghiệm làm thiện nguyện với 27 dự án và hàng trăm chương trình hoạt động tình nguyện. Fly to Sky, bay lên bầu trời, Phúc và các tình nguyện viên đã và đang làm những điều tử tế trong hành trình thiện nguyện với những dự án thiết thực cho cộng đồng. Vì một Việt Nam tương lai 5.0, Phúc là cá nhân trẻ tuổi nhất trong lịch sử nhận giải thưởng tình nguyện quốc gia, là ủy viên ban thường trực mạng lưới tình nguyện quốc gia và là một trong những người trẻ nhận được giải thưởng Trái tim nồng ấm do Liên bang Nga trao tặng.